Lời nói đầu tiên xin cho Hận Vlog 1990 xin chào quý ông bà cô chú và các anh chị em. Chúc ngày mới mọi người thật nhiều sức khỏe. Rồi hôm nay em đi bẻ gắn gồm có 40 bịch lúa, 2 tia lưới, với dưa leo. Tia lưới hai cái lạp xe cua với 13 con chuột. 13 con chuột mọi người. Còn lát em đi có em quay có dính em quay cho mọi người xem mọi người. Đây, thăm 40 cái lợp trừ thăm ở Đức Hòa Long An mọi người. Đây cái đầu tiên của mình luôn mọi người ơi. Mọi người có yêu thích kênh thì cho em xin một like và một lượt đăng ký kênh nha mọi người. Có phần à. Đó, phần nè. Cầm đi. Không biết gì nữa mọi người. Rồi. Hồi giờ anh Long Thừa đó mọi người. Rồi khóa khá là to mọi người. Giờ lần kia mình bắt ra rồi mình quay cho mọi người xem nha. Nắng quá không có thấy rõ không. Cái kế tiếp mọi người. Ở trong cỏ nè mọi người. Ây da, phần tháng tư luôn mọi người ơi. Tháng 4 ha. Ăn không? Ừ. Thành mini quá. Ồ. Nó quá mọi người thấy không nữa. Thành nó xíu mọi người. Nhân hành nè. Đó. Để xíu mình bắt ra với con hổ dạng đó rồi cho mọi người xem mọi người. Dính nãy hai con là bắt giờ bắt cho cô ba cho anh chị xem giờ anh dưới miền Tây kêu hổ hèo anh chị. Con này chắc cũng tầm ký 3 ký 4 gì quá. Nó cũng nặng lắm, bự lắm. Đây là em hành. Hành 3. Anh mấy chị ơi. Trong ngoài 200 g à. Em bắt mỗi cho tôi lưới cho mấy anh chị xem nha. Hồi bắt đã xong rồi nè anh chị. Con hành, con long thừa, con heo á. Mấy anh chị nếu mà thấy video của em là clip của em hay thì nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và lượt chia sẻ nha mọi người. Thêm em có dính nữa thì em quay cho mọi người xem. Qua mọi người. Mình có đặt đăng ký cá nha mọi người.
Mình trang hết trơn. Có gì không? Còn chột quá hay. Còn chột. Chạy ra kìa. Để cho nó bịch lúa với mấy dưa leo rồi mình đi nha mọi người. Nãy thăm bên kia gần nhà quá mình không có quay mọi người ơi. Được ngay mô hình 3 nè mọi người. Đây con hình 3 nữa. Có thằng thấy không? Để mình bắt ra bỏ cho cái lưới rồi cho mọi người xem nha. Nhỏ quá. Cho tôi lưới rồi mọi người. Hình 3 nhỏ nhỏ không mini không mọi người ơi. Người không cảm rồi mọi người, tại vì thăm gần nhà quá trời đâu không dám quay. Quay sợ cái lạp không còn á. Chừng nào có dính mình quay cho mọi người xem nha. Mình đặt cái đèn cái mọi người. Quá trời bụi lực. Ý da. Trời một kinh này không có nhà, khúc này không có nhà cửa gì trơn á. Chết quớt nó hay vậy. Chết chuột nó quá. Bây giờ làm người ta hành đi. Hành đi đừng có nhựa, đừng có hổ hẹo quá chứ. Hành đi được rồi. Ây da con hành mọi người ơi. Ồ, hành này hành gì. Hành này chắc có 4 lan á. Chút xíu mình lan kia mình bắt đi cho mọi người coi nha. Vô rồi, vô rồi. Anh nhì, anh nhì. Cái đặt lên cái mọi người. Bên đây vườn mai. Bên đây ruộng. Đây cái bờ đê. Cái con cỏ nè. Còn không đây? Chắc còn. Còn mọi người à. Đến đâu đây? Nghe te luôn, chuột còn luôn, chạy ra chào luôn. Chuột đây. Cuốn luôn. Mọi người. Đặt cái này đi. Giờ nó méo được cái phần này là rồi. Còn cái này. Còn ra tới đây luôn phải không? Cúng rồi nè. Ghê không? Còn cái này. Trời ơi. Dữ lắm nặng luôn rồi. Hành đi trời. Trời ơi trời con hành. Dữ lắm mọi người ơi. Quá trời đang xịt như trong không thấy nhìn thấy. Cái này ở đây mới thấy nè. Thấy cái gì chưa trời ơi trời con hành. Hết biết mọi người ơi. Em tắt máy mọi người. Em có đặt ở trong đây một cái nha mọi người. Quá cái bịch rồi. Mở dưới đây nè. Mở dưới đây nè. Khui hàng. Có gì không? Yeah, có phần mọi người. Phần trắng trắng là trên cái miếng lợp nè. Hành đi. Hành đi. Ây da, con hành nhầy mọi người ơi. Nó nằm đang xì giống kìa. Đây. Không thấy rõ ta. Đó. Rồi mình chút xíu mình bắt rồi cho mọi người xem nha mọi người. Đây mọi người ơi. Giờ nó giờ mình mở cái bao ra mọi người. Đây. Nhét đây mọi người. Đại à. Ồ. Ồ tầm ký rồi mọi người. Ký ký mốt vậy. Bự lắm. Cái này thấy mới rõ nè.
con nhì nha mọi người, anh nhì đang con nhì nữa, hai con nhì mọi người ơi. Con hành nhất với hai con hành nhì với hai ba con hành ba nè, như đây tạm dừng cái dây đeo đây nha mọi người. Lát có em có đi thăm cái dính nó thì em quay cho mọi người xem nha mọi người, ba người nha mọi người. Mình định không có quay mà mình quay cho mấy bạn coi, mọi người coi cái bẫy nè. Mấy anh em đặt bẫy có bị tình trạng giống vậy mấy anh em, bánh tráng sao trang vậy đó. Ghê thiệt, đáp này sập lép luôn nè, ghê. Đồng nghiệp không biết đồng nghiệp nào đây chứ nữa. Chim chạy cái nước em có được nó ăn mà mọi người. Gặp rạp vậy nè. Gì còn sữa gì nữa mà sữa. Bó tay. Tạm dừng luôn mọi người. Cái kế tiếp mọi người ơi. Lúa là chín vàng đồng hết nè. Cái này hồi chuyến trước đó, mình chưa quay video đó là mất chuột cái hai lần đó mọi người. Con này cái này nè, mình có phần này đó, phần con cá nằm dưới góc kia đó, đó. Xanh à. Nè hình rất nhì, hình nhì nó ngon nha. Thấy nè. Ồ, hình ba. Ba nhì. Ồ, nhì, nhì, nhì. Con này chắc nhì. Con này chắc được 350 gram á. 300, 350 á. Xíu mình bắt ra cho mọi người coi nha mọi người. Cho mọi người xem mọi người. Cậu này nó gì ấy gì không biết nét được trên trời. Được hai con mọi người, con này nám mới dính nè, con này chắc hành nhì, còn con đây chắc hành ba. Nên bắt ra bỏ túi lưới cho mọi người xem mọi người. Mình bắt xong nha mọi người. Mọi người xem clip thấy hay mọi người đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều quá. Thôi 11, 12 cái cuối cùng mà không dính cho mọi người ơi. Còn cái này cái cuối cùng trong lần 7 ngày hôm nay mọi người ơi. Qua một lúc tìm kiếm nó nằm ở đây. Nó kiếm hay không nữa. Rồi như thế còn chuột cũng hiểu á. Rồi em chuột. Sống ngang. Rồi mình ra mình kết thúc clip nha mọi người ơi. Mình xin kết thúc clip ở đây luôn nha mọi người. Đó là thành quả là sáng giờ nè. Con hổ dện hai ký ngoài 3 ký hậu hành mọi người ơi, coi như là cũng mùa khô đặc gì cũng trúng lắm rồi. Mình xin cảm ơn mọi người đã xem video nha mọi người. Mọi người có yêu thích mình đó, hãy đăng ký kênh và chia sẻ clip nha mọi người. Bye mọi người.